bạn trai. Hey. Mời bạn gái. Bạn gái. Ủa đâu rồi? Em là chị ơi. Oh, hello em, mời em ngồi. Trời ơi, thấy không? Đàn gái xôm tụ quá ha. Bên đàn gái giới thiệu cho đàn trai biết coi làm sao nè. Lời nói đầu tiên cho em xin gửi đến bà cha chị Nam Thư xinh đẹp. Cảm ơn em. Và chú Quyền Linh. Và tất cả khán giả đã có mặt tại trường quay của ngày hôm nay ạ. Wow. Trời ơi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thúy Hằng. Năm nay 26 tuổi, quê ở Vĩnh Long. Hiện em đang ở quận 12. Và nghề nghiệp của em là em hiện kinh doanh một quán lẩu nhỏ ở Vĩnh Long luôn ạ. Đó, bây giờ đó đàn trai giới thiệu bên kia là ở Vĩnh Long bán lẩu đó. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào chị Nam Thư. Em tên là Trần Đức Tuấn, người tỉnh Vĩnh Long, đang làm việc tại Cần Thơ. Làm Cần Thơ làm gì? Em làm bên công ty cung cấp nước sơn xe hơi. Bên kia bán lẩu, bên đây sơn xe hơi ha. Đàn gái mình nói ưu khuyết điểm của bản thân mình nè. Ưu điểm của em nhiều lắm. Khóc nhè nè, nhõng nhẽo nữa nè. Cái đó là mình liệt vô ưu điểm ha em. Dạ, ưu điểm của em đó chị. Em cũng nấu ăn cũng ngon. Và em rất là hoạt ngôn. Còn khuyết điểm của em là nói rất là nhanh, hay khóc nữa. Dạ, em biết nhậu không? Dạ biết chị. Đô là sao nè? Dạ một lon là xỉn rồi. Thôi mình cất vô luôn đi. Bây giờ coi đàn trai nè, mạnh mẽ lên em. Ưu điểm của em là luôn đúng giờ. Ừ. Chăm chỉ. Ừ. Còn về nấu ăn thì em nấu cả tiểu đoàn ăn được. Vậy hả? Nấu lẩu được không? Em là anh nuôi. Anh nuôi luôn hả? Dạ. Hay quá, chúc mừng em. Em có khuyết điểm gì không? Cái gương mặt em á, nhiều khi nhìn vô thấy có nhiều người thấy giống như là thấy như em nghiêm lắm. Nhưng thật ra tại cái nét mặt em nó như vậy đó. À, chứ em có nghiêm không? Em không có nghiêm gì hết. À, bình thường không? Dạ, cười lớn lên anh. Coi. Dạ, bình thường anh Linh. Bình thường không? Bình thường. Cười lớn lên coi. Dạ. Thấy chưa? Đàn trai ta vui ghê không? Nghe là thấy bình thường rồi đó. Bình thường lắm luôn á. Đâu có gì đâu mà bình thường mà. Thì bình thường mà. Bình thường thôi. Bên đàn trai ơi, nghe bên đàn gái mình nói là rất là hay nhõng nhẽo, thì cảm nhận bạn sao nè? Với mình thì chuyện đó cũng không có gì là khó lắm. Nhưng mà lúc mà bực mình lên nhõng nhẽo hoài cũng bực mình lắm rồi nha. Trong cái đó thì có cái khuyết điểm của em là nếu mà nhõng nhẽo quá thì kỳ, em nín thinh à. Nín thinh luôn. Em không có là quậy phá, không có làm gì hết trơn. Ta nhõng nhẽo mà nín thinh mới mắc cười quá. Dạ. Con gái nhõng nhẽo khóc nghe là phải dỗ dành ha. Chừng nào bà la, bà chửi, bà mắng, bà đánh đập thì mới nín thinh. Dạ. Thử nhõng nhẽo là vấn đề gì coi nè. Anh ơi. Ơi. Anh ạ. À. Em mới thấy chiếc nhẫn kim cương kìa. Anh kết hôn nha, để em được lấy đó. Anh có chịu không? Anh đồng ý. Ôi. Thấy không? Vậy mà ông nói là ông ngồi im. Tiểu em ngu chứ đúng chị. Rồi. Rồi, bây giờ bạn gái nói cho anh biết coi. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình ạ. Ừ. Có một mối tình hồi học sinh rất là vui, chỉ nắm tay thôi. Dạ, mối tình thứ hai thì em chia tay được 3 năm rồi ạ. Quen được 1 năm, 2 tháng. Mấy ngày? Hình như là 4 ngày hay sao? Tại sao chia tay? Em nhõng nhẽo quá, chịu không nổi. Cái ca bên này là nhõng nhẽo đó nha. Rồi cái lịch sử tình trường của đàn trai mình bên đó làm sao nè? Bên này thì em có nhiều mối tình. Nhưng mà em sẽ kể một mối tình gần đây nhất. Mối trai mình lướt web trên mạng, mình quen được một cô. Trong thời gian khoảng tuần đi, cái mình cũng hẹn cà phê, cà pháo nhiều lần rồi. Mình cũng được tìm hiểu tới gia đình khoảng gần 6 tháng. Thì vấn đề đó quá nhạy cảm quá thì em xin không có thể tiết lộ ngay đây được. Là vấn đề gì mà đặc biệt? Cô có gia đình rồi hả? Cô có gia đình rồi. À. Đại khái là có gia đình rồi mà không thông báo cho em biết. Đúng rồi, kể cả mẹ cô ta cũng không nói luôn. À, tức là giấu. Giấu tất cả hết. Cái hình mẫu lý tưởng của anh sao? Có thích nhõng nhẽo không? Nhõng nhẽo thì cũng được. Dễ nhìn, hòa đồng, hoạt bát, vui vẻ và chịu chia sẻ. Được không, được không? Bây giờ hoạt bát, hòa đồng là bên này bao rồi. Rồi còn gì nữa không nè? Cao thì trên 1m50 là được. À, anh năm nay cũng 39 à? 39 tuổi. Đó, cái khoảng cách chênh lệch tuổi tác mình nó hơi xa xíu rồi. Anh có quan ngại gì là mình lấy vợ trẻ quá? Anh thấy sao? Anh thấy gì được á? Vậy được rồi hả? Thì tất nhiên không phải được rồi. Sao bé? Em thích chị. Em thích phong, mình lâu già hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, bên này em chịu luôn nha. Cái phần tuổi tác là bỏ qua đó. Đàn trai bên đây hiền lành, tốt bụng ha, từ tốn, kiên nhẫn, thậm chí là chịu đựng luôn. Nhưng mà bao lâu em cần thơ em về một lần? Em nếu thời gian rảnh của cái người nữ đó thì em thời gian nào? Nó là vậy, mà ở Cần Thơ á là em sống ở dưới Cần Thơ hay là
em đi làm ở Cần Thơ xong về Vĩnh Long. Em đi làm ở Cần Thơ, em có nhà trọ ở Cần Thơ. Nhưng mà thật ra em đi về, đi tới, đi lui về. Giờ nếu mà có vợ về phụ bán lẩu với vợ luôn được không? Em phải đi làm lên rồi. Bán lẩu nhiều khi nhiều tiền không ơi? Nhiều khi hai đứa ở chung cười lộn. Trời ơi thiệt, ở chung nó vui đâu cười lộn. Nên qua anh coi coi cô gái. Dạ, chào chú. Cô gái miền Tây ha. Dạ. Dễ thương, tóc dài ha. Em ơi, cái cô bán lẩu này đó, cổ tiếp khách nhiều lắm. Rồi có những người đàn ông vô cười. Em ơi lấy anh cái lẩu đi. Nó, ừ, anh ăn lẩu gì vậy anh? Em có ghen không? Nếu là vợ của mình thì mình phải tin với anh Linh. Đúng rồi, tin. Cái chuyện đó là những cái cách bán hàng thôi cách nha. Cách bán hàng giao tin tiếp. Tin vợ nha. Vậy được. Thôi, trước mắt là đàn trai chịu rồi đó nha. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Cô gái bên đó đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và với bạn ạ. À, có mẹ luôn hả? Dạ, con chào cô, mẹ chào cô. Của Thúy Hằng. Mình thấy đàn trai bên đó làm sao? Có hợp ý, hợp nhãn được mắt không cô? Thấy được đó. Thấy khuôn mặt thấy cũng hiền đó mà. Có yêu cầu gì bên đàn trai làm rể hay là gì không? Gái lúc nào cũng như gã đi gì đó. Ví dụ điều kiện bên nào làm ăn được thì cho nó đi làm chứ không có bắt rể. Có yêu cầu con tôi nó có hạnh phúc là được rồi chứ. Thấy không ai vợ hay chưa? Cảm ơn cô nha. Bây giờ em trai đi với ai nào? Em đi với mẹ. Mẹ thấy cô này cũng được đó Tướng ơi. Cũng dễ thương. Dạ. Giờ thôi hôm nay có hai bên đàn trai đàn gái. Cô đại diện đàn trai nói một câu gì với đàn gái đi. Chào chị. Bữa nay chị cũng cho hai đứa nó làm quen nhau nha. Dạ. Thôi bây giờ mở rào cho hai nhỏ gặp nhau cái đi. Kéo rào. Đó. Bắt đầu từ bây giờ, hai đứa nói chuyện đi, tâm sự đi để hiểu nhau nhiều hơn. Anh có món quà tặng em. Cảm ơn anh. Anh có thể mở quà trước được không ạ? Có bức thư anh. Anh có thể đọc bức thư đó được không ạ? Gửi anh, chồng tương lai của em. Trời ơi, vô vô nè. Vô. Vì kinh tế nhà em khó khăn nên mẹ em hỏi anh có muốn làm rể nhà em không, anh có muốn làm cha tương lai của con em không, anh có muốn làm chồng tương lai của em không, và nếu anh im lặng là anh đồng ý, nếu anh trả lời coi như cũng đồng ý nhé anh. Em im lặng cũng được mà. Im lặng rồi mấy kia nhanh túi vô. Trời ơi hay quá nha. Trời ơi lãng mạn dễ sợ. Của em. Ủa là sao nè, bây giờ mình có tập trung. Anh Linh này thiệt mới là vừa lắm. Của ta em. Còn xúc xa anh xúc. Em muốn hỏi anh là anh có tin vào phong thủy hay là dị đoan không ạ? Anh tin cái đó là trên 50%. Giống em. Bây giờ anh thấy em như vậy thì anh suy nghĩ có đúng mẫu người bạn gái của anh không ạ? Trong đôi mắt anh thì em như vậy là cũng theo cái mẫu của anh mong muốn rồi. Dạ cảm ơn anh. Em ở Vĩnh Long mà em ở cái đoạn nào? Quốc lộ 1A. Em ở Cầu Mới á. Thì nhà em có bán lẩu thì anh rảnh ghé ăn ủng hộ em nha. Trời ơi, chết ơi. Anh á thì anh đi làm Cần Thơ mà nhà Vĩnh Long. Nhưng thực chất anh có nhà riêng rồi nhưng mà anh không có ở. Nhà có... đó hiện giờ là mình cho thuê chứ không ở đó. Mình có mặt bằng cho thuê đúng không? Dạ. Ở đó trên đó một quán, về dưới đó một quán, muốn nữa Cần Thơ một quán, Vĩnh Long quán. Mình phát triển các huyện nơi có một quán. Trời mình phải tính tương lai xa rồi. Tương lai em định tính là mở ba quán lẩu đó anh. Cái chỗ của anh thì nó còn vắng. Thật sự là anh cũng lớn rồi, anh chững chạc hiểu không? Mình cũng còn xì tin hiểu không? Mình hăm mấy xì tin. Thôi bây giờ mình làm gì góp vui nè. Để không khí nó rôm rã lên. Bạn gái có một cái tài năng là thích diễn kịch. Đó. Có thể góp vui cho chúng ta hôm nay. Diễn kịch nhẹ nhẹ nè. Nhẹ nhẹ hả chị? Ừ, muốn diễn gì nè. Có cần chị với lại ông Mai hỗ trợ không? Thử xem dạ, anh cần. Làm. Rồi, đối ứng thế nào? Diễn với anh thử xem. Để em đứng bên đây đi. Diễn nhớ cho nha, đối ứng nha. Có gì kêu tôi phụ cho. Có gì màn ở đây che lại nè. Em bắt đầu. Chị hai. Gì hết hồn. Chị làm hết hồn mới đúng á. Ví dụ gì không? Vụ gì? Bên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đó. Có cái chú Huyền Linh đó. Thì hôm nay ông dẫn cái người yêu trong mộng cho em. Phố hồn. Em ngạc nhiên quá chị. Thì em bức xúc quá hả? Trời ơi chị mừng quá. Chị nghe chị mừng quá. Chị tưởng mày ế luôn rồi. Mà chị thấy em đẹp không? Đẹp. Mọi người thấy em đẹp không? Trời ơi vỗ tay cái giùm em gái em cái mọi người. Chết mà không được.
Sao vậy? Chị em đẹp hơn em không chịu. Thôi để nó xé cái đầm cho mà vừa lòng. Thôi nó nghe nè, bây giờ chị vô bếp đi lấy hàng á, chét lên mặt đi cho nó xấu xíu. Ừ, rồi chứ sao? Một hồi người ta vô tới kìa, người ta vô tới, chết. Giờ sao? Hết rồi. Rồi coi khán giả coi góp ý sao khán giả. Chưa kịp luôn á, chưa cho kịp nam chính vô luôn là bên này nữ chính cho hết kịch. Trong lòng em là thấy, nói chung là em thấy thích cô ta. Thích cô ta, không phải thích em chị ơi. Thích cô ta là thích ai, cô nào? Thích, thích em. Chưa có cô nào có chồng đó. Thích cô ngồi ghế nè Linh đó. Thích cô ngồi ghế đúng không? Thôi nói rõ, tại vì cô đứng cô cũng chưa có chồng luôn, chưa có yêu luôn. Có hát bài nào tặng cô ấy không? Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi. Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có hoa thắm tình nha. Em đang xem hàng cây xanh mà anh. Trời ơi, bà Minh Họa kìa. Minh Họa kìa, em sao? Hàng cây xanh đâu rồi? Em mới tới hàng cây xanh mà. Nhắm mắt lại, kiểm tra xem trong thời gian vừa qua có những điều gì đã chạm vào con tim mình chưa? Nào, các bạn sẵn sàng nha. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng các bạn. Rồi. Đây của em. Tốt rồi. Hãy nắm lấy tay nhau đi. Và bây giờ xin phép bác là bắt đầu từ bây giờ xin phép bác cho tụi con hẹn hò với nhau. Con xin phép bác từ đây cho con được hẹn hò với chỗ của em. Rồi, cô gái nói gì với bên đàn trai đi. Dạ, nếu sau này con làm cho của bác, nếu mà con có làm gì sai hay là không được tốt thì mong bác chỉ dạy cho con nhiều hơn ạ. Xin phép bác cho con được hôn em ngày đầu tiên. Anh ơi, lỡ mẹ không cho thì sao anh? Mẹ không cho anh hôn lại. Trời ơi, em cho anh hôn rồi đó không? Dạ, là bây giờ anh chủ động chia sẻ một số những cái thông tin cá nhân về bản thân của mình. Họ tên, ngày tháng năm sinh, công việc của mình hiện tại là gì, mình đang công tác ở đâu, đang làm công việc gì. Dạ, anh chủ động chia sẻ nhé. Thiếu gì thì biên tập sẽ bổ sung. Dạ, ok. Em tên Đào Lê Minh Nhật, sinh năm 1995, quê ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Thì hiện tại em đang làm công việc là nhân viên thiết kế nội thất. Nhân viên ở quận 7. Thì nhà em ở quận Bình Tân. Rồi. Bạn là một chàng trai như thế nào? Có điểm mạnh, điểm yếu cho sao? Nói chung thì về tính cách của em á, thì là em thuộc kiểu người hướng nội. Thì em trầm tính, ít nói. Thì không có chủ động trong cái sao ta, kiểu hướng nội là mình hay ít giao tiếp với mọi người, mình tiết kiệm lời hơn trong cuộc sống. Rồi bạn có thế mạnh gì, điểm mạnh điểm yếu rõ ràng là gì, ví dụ như... em thấy cái điểm mạnh đầu tiên của em là không hút thuốc, không uống rượu bia, không có cờ bạc, cũng không có hay nhậu nhẹt gì hết. Thì thường một ngày của em là chỉ làm việc vào ban ngày, rồi về tối thì về nhà làm, thường thì làm thêm các công việc khác, hoặc là nghỉ ngơi chơi game online, hoặc là xem phim với bạn bè thôi. Ngoài ra thì em thích nấu ăn, với lại thường hay dạ thôi, cái đó là ưu điểm của em. Còn về nhược điểm á, thì nó cũng trái ngược với cái ưu điểm là em hay lười vận động. Thì những ngày nghỉ á, thì em thường ở nhà thôi, ít khi ra ngoài. Ngoài ra thì em cũng không thích mấy cái những cái quyết định mang tính mạo hiểm, mà em thích sự an toàn hơn. Rồi. Bây giờ là không biết là thu nhập của Nhật là một tháng là mình thu nhập được khoảng bao nhiêu? Thu nhập hiện tại của em thì cái mức lương của em thì nó chia ra làm hai loại, là cái phần lương cứng với hoa hồng. Thì mức lương thu nhập nó trong khoảng từ 12 triệu rưỡi cho tới 25 triệu. Rồi. Rồi,
Và nhưng mà mình là nhân viên thiết kế chứ mình không phải là Dạ. nhân viên, đúng không? Dạ, em là nhân viên thiết kế ạ. Rồi. Bạn có năng khiếu hay tài lẻ gì không? Hát được không? Em thì không không hát được, tài lẻ thì cũng chỉ kiểu thiết kế thì cũng chỉ vẽ vẽ vời xíu thôi. À, biết vẽ hả? Dạ thì em bên ngành chuyên ngành vẽ vẽ nhưng mà em không không có vẽ nhiều, chỉ là biết thôi. Nói chung là cũng không phải tài lẻ nữa, nói chung em thấy mình không có tài lẻ gì nhiều. Rồi. Bạn trước giờ bạn trải qua mấy mối tình rồi? Trước giờ em chưa từng trải qua mối tình nào chính thức hết. Thế vậy chưa từng trải qua mối tình chính thức nào, vậy thì những cái mối tình kia chỉ là không chính thức thì nó sẽ rơi vào kiểu crush là hay như nào, đơn bạn đơn phương người ta ấy. Em chỉ có một lần là thích thích kiểu thích thích một lần, rớt một lần hồi cấp 3 thôi, là kiểu mình thích người ta kiểu đúng đúng thích kiểu con người về tính cách luôn đó, chứ không phải là chỉ đơn giản là thích về ngoại hình. Còn lại thì em chưa có lần nào chính thức. Nó thích bạn đó sao cậu không nói ra? Tại vì kiểu tính của em là kiểu nhút nhát á, không không biết nói như thế nào, mà nói ra sợ người người đối phương họ từ chối thì lại kiểu ngại ngùng mất đi cái mối quan hệ hiện tại nữa, cho nên là cũng không có nói luôn. Rồi. Rồi bây giờ thì đã mạnh mẽ thoải mái hơn chưa? Cái này cũng chắc không biết, chắc có thể là lên hơn chút xíu rồi. Rồi, ok, bây giờ bạn nói cho cái mẫu hình mà bạn muốn chương trình tìm nhé. Ngoại là sau đó là đến tính cách. Về ngoại hình thì em nghĩ là về cái khuôn mặt thì có thể là mình ưa nhìn tới xinh xíu, với lại cái nhìn không có quá kiểu như quá lớn hơn so với độ tuổi, tại vì ở bên ngoài em tướng em nhỏ với lại nhìn nó trẻ, cho nên là nhiều người họ tưởng học sinh sinh viên gì thôi. Rồi. Cái thứ hai là chiều cao thì em cũng thấp thôi, cho nên là em muốn tìm một bạn nữ thấp khoảng từ 1m6 trở xuống thôi. Em cao mét nhiêu nhỉ? Em 1m63 Rồi, ok. Về cân nặng thì em cũng 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 nhẹ lắm, em chỉ có 53 kg thôi, cho nên là nếu như bạn nữ mà nhỏ dưới 50 kg thì càng tốt. Rồi. Tính cách, vị trí, vùng miền, nghề nghiệp của bạn nó như thế nào thì phù hợp với mình. Những cái đó thì em thoải mái, em không 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 có quan trọng những cái vấn đề đó. Còn cái phần tuổi tác thì em nghĩ là khoảng 1998 trở trở về sau, cách ý là cách khoảng cách em 3 tuổi là hợp. Bạn nữ là cách khoảng 3 tuổi, mình 3 tuổi đúng không? Cách 3 tuổi trở lên. Bạn yêu xa được không? Xa là kiểu ví dụ như mình có thể chạy xe 1-2 tiếng này cũng ok, nhưng mà xa kiểu miền Nam với miền Bắc thì nó hơi khó. Rồi, ok. Rồi, ok, cảm ơn Nhật nhá. Thì hôm nay một cái Thì mình cứ tự tin chủ động chia sẻ nha. Đầu tiên giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Rồi mời em bắt đầu luôn. Em tên Đặng Trường An, em 23 tuổi, hiện tại em đang ở nhà phụ giúp gia đình thôi. Đặng Trường An, 23 tuổi, là em sinh năm 2000 hả? Dạ vâng. Quê em ở đâu? Quê em Vĩnh Phúc ạ. Là hiện tại em vẫn đang ngoài quê luôn. Không, em đang ở Bình Dương chị ạ. À, là gia đình đã chuyển vào Bình Dương rồi hay sao em? Dạ đúng rồi chị ơi. Rồi ok, cụ thể với chị coi ở nhà là phụ giúp gia đình như thế nào. Nói chung là giờ em vẫn sắp tới em lên Biên Hòa có một số việc em cần làm giải quyết trên đấy, nói chung là cái vấn đề này cũng việc làm thì em cũng không nói ra được nhưng mà nó liên quan đến cái mà quản lý hệ thống với lại kinh doanh nhỏ. Cụ thể là kinh doanh về gì em? Nói chung là thực phẩm á chị. Kinh doanh nhỏ. Là cái này là kinh doanh, là nhà em cũng trước giờ đã kinh doanh rồi đúng không? Chưa chưa chị ạ, cái này em làm riêng mình em làm thôi, gia đình trước giờ không làm chị ạ. Chứ hồi nãy em nói hiện tại là đang ở nhà phụ giúp gia đình, là phụ giúp việc gì? Ở nhà ở với bà thì
kiểu như là có gì phụ cái đó, nấu ăn rồi dọn dẹp đồ các thứ thôi à, chị cũng không làm gì nhiều. À rồi bây giờ còn trẻ 2.000 này kia nè, rồi lý do vì sao mình muốn đăng ký tham gia chương trình? Dạ em kiểu như là em cũng muốn thử với lại xem, với lại tại giờ thời gian em rảnh, còn đợt trước em đi làm thì cũng không nhiều thời gian rảnh á, để đi với lại em muốn xem lên đó xem có người phù hợp không. Là trước đó em làm công việc gì? À, khoảng thời gian trước thì có một khoảng thời gian em làm editor, là làm dựng phim á. Rồi xong rồi sao chán dựng phim rồi hả? Chuyển sang kinh doanh hả hay sao? Không, cái đợt đó là vào cái khoảng thời gian dịch á, có khách với lại có nhiều biến cố quá em phải dừng lại. Ok, trước giờ em trải qua mấy mối tình rồi ạ? Trước giờ hả? Hai chị, nếu Rồi mà đúng. chia sẻ coi hai mối tình đó quen như thế nào, sao chia tay nè? À, nói chung là cái hồi cái mối tình đầu tiên ấy thì là cái hồi còn lỡ 16 tuổi thì lúc đó quen thì cũng như bao tình yêu của tuổi trẻ thôi, thì cái đợt đấy thì quen một thời gian xong rồi vì lý do lặt vặt mà chia tay. À, mối tình thứ hai ấy thì yêu cũng được một năm trời xong rồi em đi lính ấy thì chia tay, thì người ta đó thì mới ở nhà thì chia tay thôi, đơn giản nó vậy thôi. Rồi ok. Em có tài lẻ hay năng khiếu gì không? Nói một xíu về bản thân em đi. Tài lẻ thì em có nhiều ạ, đi đóm thì em cũng biết ít, sửa wifi em cũng biết, nói chung máy tính em cũng biết, điện thoại em cũng biết một tí, nói chung là sửa mấy cái lặp vặt về phần mềm á, với lại giao tiếp thì em cũng thuộc dạng ổn, không phải quá xuất sắc nhưng mà nó thuộc dạng ổn, với lại nắm bắt mấy cái linh tinh tốt. Linh tinh là cái gì vậy em? Trend chiếc đồ hay sao? Đúng rồi, kiểu như vậy, với lại nó cũng kiểu kiểu như thế, với lại mấy cái kiểu như mấy cái vấn đề nhỏ nhỏ người ta gọi là tinh tế nhưng mà em chưa tới mức tinh tế nhưng mà em nắm bắt được. Em có ca hát đồ được không? Thể hiện cái gì về năng khiếu nghệ thuật đồ được không? Nghệ thuật thì nếu mà như 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 nói thì em chỉ quay dựng với những cái góc máy mà kiểu như là quay về quay phim á, nó cũng về nghệ thuật thì em chỉ thế thôi, vẽ vời ca hát thì em cũng ca hát thì không được nhá, là em thuộc dạng kém, còn vẽ thì em biết chút chút. Rồi bây giờ em mong muốn tìm cô gái như thế nào? Như con gái là được chị Miễn là con gái là được hả? rồi, Xấu đúng rồi. đẹp, cao thấp, mập ốm như thế nào cụ thể với chị coi, chứ con gái trong chương trình nhiều dữ lắm. Cứ bình thường, không quá mập là được. Đấy, không nói chị lại chọn cho một cô 80 kg cũng là con gái. Không quá mập rồi còn gì nữa. Tuổi tác, vùng miền ở đâu thì được. Tuổi tác thì xem cỡ em, mà vùng miền chỗ nào cũng được. Là em có chấp nhận quen người lớn tuổi hơn không hay sao? Lớn tuổi trong giới hạn khoảng là 2 đến 3 tuổi tầm đây. Lớn hơn 2 đến 3 tuổi. Rồi có yêu cầu gì đặc biệt về cô này nữa không để phù hợp với em á? Không chỉ thế thôi. Rồi có phải về cưới về phải làm dâu không hay sao, em có yêu xa được hay là không? À, mấy cái đấy là gia đình em cũng là gia đình mở nên mấy cái đấy nó không quan trọng lắm. Rồi ok. Thì hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi ha An. Nếu mà em được chọn nè và có cái cô gái phù hợp thì chương trình sẽ thông báo sớm cho em, và nếu mà mình được chọn trong chương trình là cực kỳ có duyên luôn á, thì mình cố Dạ. gắng là sắp xếp tham gia nha. Quan trọng phải có người phù hợp đã. Còn cô gái ở trong chương trình thì rất là nhiều, không phải Dạ. là ai cũng ghét được với nhau nha. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi ok, mình cắt xong rồi đó An. Rồi, bye bye Ở được rồi ha. Chào em. chị. Vâng, chào chị.